Xin chào các bạn. Trên bàn mình có rất là nhiều thứ, nhưng mà cái thứ mình muốn nói với anh em đó là cây cờ lê. Cờ lê có nhiều loại. Cờ lê mà mình này muốn nói chính là cây cờ lê này. Nhiều người hay gọi là cờ lê móc, hay là vòng móc, hay là cái gì đó mà nó móc. Khá là vậy. Thì cờ lê móc thì nó có rất là nhiều kiểu khác nhau. Nó khác nhau chính là phần khác nhau lớn nhất, đó chính là khác nhau ở cái phần ngàn móc này. Thí dụ như là loại mà hay dùng, anh em hay ví dụ như đơn giản chúng ta sửa cái cổ xe máy hay xe đạp á, thường là sẽ dùng cái loại móc, cái lấy móc kiểu hơi giống giống cái cây này. Cái này thì cái đầu móc này nó là cái đầu dạng nó có một cái chốt tròn, thì khi anh em mua hàng hoặc là anh em đi tìm đồ dùng á, anh em phải quan tâm đến cái đường kính của cái móc này. Bởi vì cái gì mà nó lòi ra thì nó cần có cái lỗ, thì cái lỗ nó tương ứng nó phải có đường kính, cái này nó phải lỗ, cái cục này nó phải tương đối nhỏ hơn hoặc bằng thì chúng ta mới đưa vào được. Còn cái này là phần đường kính của cái con ốc ốc đai ấy, đai ốc ấy, ốc dạng mỏng mà cổ xe hay có à, thì là cái đường kính này. Thì đối với mỗi một loại cờ lê móc như thế này nó sẽ tương ứng với một vài đường kính, tức là tương chúng ta sử dụng được cho một vài đường kính khác nhau chứ không phải chỉ dùng cho duy nhất à, thì cái này kiểu này là cái kiểu cố định à. Cái mà mình muốn chia sẻ với em là cây này, thì cây này cái kiểu của nó là cái kiểu móc không phải dạng tròn như thế kia. Cái này ta móc cái gờ có cắt sẵn ở trên cái đai, thì cái loại này thường là hay dùng cho vòng bi cũng có này. Kiểu này thì thay đổi độ mở thì nó có cái điểm tì ở đây, thì nó có rất là nhiều đường kính khác nhau, thì cái điểm tì này khác với cái điểm tì kia. Điểm tì này tì vào cái vị trí phẳng, nên chỗ này người ta làm nó phẳng ở chỗ này. Thì thay đổi độ mở thì ở đây nó có một cái lò xo ở chỗ này à, thì thay đổi mở thì chúng ta đã thay đổi như này. Nó có rất là nhiều cái khớp ăn thế này, hơi giống giống với lại cây, nó khá giống với lại cây kìm mổ quạ kiểu cổ điển à, thì nó sẽ có cái phần mà mình thay đổi cái chỗ ăn khớp này. Các bạn cứ thay đổi theo đầu mở thôi, thì có nghĩa là cái này nó sẽ thay đổi theo từng nấc. Ở đây bao nhiêu răng nó có bấy nhiêu nấc à. Thì Elora họ sản xuất cái cây này thì thuộc dòng là 890V chữ V. 890V thì nó sẽ có mỗi một cây như thế này, nó sẽ áp dụng được cho đường kính. Ví dụ như cây này là từ 45 đến 90, thì bạn thay đổi từ đây là nhỏ nhất là 45 thì đến dưới cùng đây là 90 à, thì cái miếng này là cái miếng thay đổi mà thấy nó khác, kiểu nó khác. Còn cái phần lỗ ở đuôi này là để cho mình treo dụng cụ lên trên kệ, hoặc là bạn móc dây đeo an toàn, đeo ngang hông gì đó thì bạn sẽ móc vào cái cây chỗ này. À, thì cái lên cái kiểu theo kiểu nó dạng mỏng như thế này, mỏng và phủ một cái lớp phốt phát lên trên đây, nên bạn thấy nó có màu đen. Thì cái kiểu này cho các cái tác vụ mang tính chất đặc thù. Mình nhớ là nó có hai điểm vị trí để ghi nhớ, là một điểm này là điểm này, hai là điểm này. Vậy khi chúng ta nói mua cái lê móc không thôi là thấy là vấn đề nó trở nên là phức tạp rồi. Thì khi anh em kỹ thuật mà gửi cho người mua hàng thì hãy gửi cái loại là 890V, thì đây nó cũng sẽ 890 này cũng sẽ chính là tiêu chuẩn DIN 890 luôn, cũng tương ứng như dòng này. Thì cây này là cây cũng là kiểu cây lê móc cũng kiểu như vậy, nhưng khác cái kiểu như này. Về như giả sử những cái dây đai ốc, đai ốc của mình mà nó có cái lỗ để mình móc cái này vào thì chỉ có cái cây này mới dùng được. Còn nếu mà cái kiểu là móc phẳng, móc vuông, cái lỗ khe hở nó vuông đó, thì chúng ta phải buộc phải dùng cái này. Và còn một vài loại kiểu cờ lê móc nữa, thì bạn thấy hai cái này hai góc lai của nó tương đối khác nhau à. Ok, thì nó có rất là nhiều kích thước khác nhau, thì anh em cần cái size nào thì anh em một là mình sẽ gửi cái tài liệu, hoặc là anh em vào trong trang web vinatun.com thì có rất là chi tiết thông tin đấy. Kiểu là như này mình có hai cây của khách hàng họ đặt hai cái kích thước khác nhau. Nếu mà chúng ta chỉ nói cờ lê móc không thôi là rất là rắc rối. Trên bàn mình có rất là nhiều kiểu cờ lê, cũng là của khách đặt, nhưng cờ lê vòng miệng nó như này. Bạn nào không biết bảo chỉ đi mua cờ lê không thôi là toi rồi. Cờ lê à, cờ lê này hai đầu miệng, xin lỗi, cờ lê này hai đầu vòng rất đẹp luôn à, cờ lê này cờ lê vòng miệng. Vòng miệng nó có hai chuẩn là chuẩn DIN 3113A và 3113B. 3113B thì cái này là B, B là cái này nó lõm xuống, chiều vòng nó lõm xuống. Rất ít ai để ý, nghĩ nó đơn giản vì cái lê nghe nó đơn giản quá, người ta coi thường, nhưng thực ra rất là phức tạp. Thì có rất như cái lê này cũng là cái lê vòng miệng đây, nhưng mà nó là cái lê inox
inox là vật liệu nó bằng inox, vì bạn thấy ở đây nó hơi màu xám xám là vì họ không có phủ xử lý phủ mạ phủ, nên bạn thấy nó sáng sáng nhìn nó xám xám vậy thì nữa. Cái inox này nhưng bạn thấy là bảo là inox được kịp, mà này, nếu mà người không có chuyên môn thì cầm hai cây này lên thì cây nào sẽ là inox, chắc người ta chỉ cây màu sáng sáng màu là inox cũng phải. Nhà nào mà chrome, còn cái này là họ không mạ phủ, no carbonite. Còn đây là hai cái chất lượng khác nhau, hai kiểu hình thù khác nhau, thì thấy nó mang tính chất đặc thù mà nó khá nặng về kỹ thuật. Chứ anh em nào biết kỹ thuật thì biết đấy, inox nhưng mà lại stainless steel nhưng mà lại màu xám, nó là vậy. Thì cái chuẩn này cũng là chuẩn DIN 3113 form A form B lõm xuống. Còn cái lê của Edora họ sản xuất thì cái gai của nó là một hình tam giác chứ không phải là hình tròn. Vì sao là tam giác mà không phải là hình tròn thì cái đó mình có giải thích rất anh em rất là nhiều lần rồi. Ghe rất đẹp. Thì quay trở lại, tức là trong clip này mình vẫn muốn nhấn mạnh ra chính là cái cây này nha các bạn. Giá này có rất là nhiều size, mỗi size có giá khác nhau. Em cứ gào số điện thoại hotline trên clip hoặc là bạn vào trong website viatone.com là sẽ có chi tiết cho anh em.